Hello em. Hello anh. À, xin mời. Hello. Quý vị nhận ra chưa ạ? Ca sĩ Hải Đăng. Ôi, sao nhiều camera vậy? Lần đầu tiên anh gặp em ở ngoài, anh nghe bài hát em gần đây cũng rất nhiều. Mãi sau anh sống thế nào, một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Nhất là cái bài mà hot rần á. Rần á. View thì lại gần 100 triệu view rồi. Dạ. Cảm ơn em đã tham gia chương trình với anh. Dạ, em rất hân hạnh ạ. À, rồi bây giờ mình sẽ trò chuyện chút xíu. Dạ. Em anh có đọc báo về em trước khi mà mời em tới đây thì cũng biết là em từ Mỹ về. Dạ đúng rồi. Em về được bao lâu rồi? Em về chắc cũng khoảng 2 năm rưỡi rồi đó. Wow. 2 năm rưỡi. Dạ. À, trước đây là một ca sĩ hợp tác với lại bên Thúy Nga. Dạ, trước đây em thi bên đó. À, thi bên trung tâm thi. Dạ, có tổ chức thực thi xong rồi em đăng ký thi. Ừ. Và sau đó em may mắn được lọt vào. À, nhưng mà sao lại quyết định về Việt Nam? À, đó là một câu chuyện dài. Em cũng có chia sẻ trước đây với báo chí các quý khán giả rồi, thì là em muốn khoảng thời gian mà mình đang tâm huyết, mình đang nhiệt huyết thì mình muốn về Việt Nam để mình tiếp cận với nhiều khán giả hơn. Với lại những cái tác phẩm của em, những bài hát của em thì em cũng muốn được nhiều người nghe hơn. Yeah, cho nên là em cũng muốn về Việt Nam rồi. Như vậy thì anh nghĩ là cũng khá là thuận lợi. Khi mà mới có 2 năm mấy mà em đã đạt được một cái thành công, anh nghĩ là nhiều người theo đuổi 5-7 năm chưa chắc được. Em nghĩ đó là một cái sự may mắn á. Khán giả Việt Nam quá là ưu ái em. Trộm vía tỷ lần là như vậy. Tại vì cái khúc em ra thì khoảng 6 tháng đầu gần như là ít ai biết đến. Nhưng rồi sao lại bùng nổ lên? Cái đó em cũng không giải thích được với khán giả luôn là như nào. Tức là bài hát original đã ra nửa năm rồi. Xong rồi cái hôm đó là em còn nhớ là hát chung live show với anh Tăng Phúc. Đúng, anh thì có em thấy. Có hát ca khúc đó trên cái sân khấu đó. Thì em muốn xin về cái video về để mà mình up lên giống như một cái kỷ niệm. Cái debut của mình ở Việt Nam. Em up lên thì không biết tại sao đùng một ngày nào đó cái trợ lý em bảo lên trending rồi anh ơi. Thì hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, rồi em đón nhận rất là nhiều sự ủng hộ của tất cả mọi người. Thì ca khúc nó càng ngày càng được lan tỏa. Bây giờ thì chắc nhờ em hát tặng khán giả của OK Lên Xe bài hát với anh. Yeah, chắc chắn rồi. Mình kết nối Bluetooth với xe anh đi. Em kết nối Bluetooth cho, xong em mở nhạc cho. Nhạc này em mới làm xong hôm qua luôn. Cái bài hit đó nha. Bài dạ đúng rồi, em mới vừa làm xong hôm qua. Làm verb mới luôn hả? Làm verb mới luôn, ra mắt luôn. Và hôm nay lần đầu tiên hát live cái khúc này. Nhờ phiên bản này luôn. Trời lớn mà. Hát xong câu bài hát này anh có một câu hỏi kinh cho em. Chu chà, em bắt đầu hơi lo rồi đó. Dạ, canh biết nha. Lớn lớn chứ. Muốn đi vài hôm xa chính nơi ta từng có phút êm đềm trước ngày giông tố đến tìm. Đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình muộn mất rồi. Giờ này em có lẽ rất vui cùng người em yêu chung bước không quay lại nhìn. Dù sao thì anh vẫn mong em luôn bình yên. Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, cùn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, mãi sau anh sống thế nào. Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhớ
nhất trên đời. Lặng lẽ chúng ta xa mãi một người, nợ duyên đến nay mình trả thế rồi. Giờ này em có lẽ rất vui, cùng người em yêu chung bước không quay lại nhìn. Dù sao thì anh vẫn mong em luôn bình yên. Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, buồn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nãy đã có em. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi. Ngày hôm nay em cưới rồi, mãi sau anh sống thế nào. Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời, tặng ngày chúng ta xa mãi một người. Nợ duyên đến nay mình trả thế rồi. Ngày hôm nay em cưới rồi, mãi sau anh sống thế nào. Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đẹp nhất trên đời, lặng lẽ chúng ta xa mãi một người. Nợ duyên đến nay mình trả thế rồi. Yeah. Yeah. 1, 2, 1, 2, 3. Ok. Ok. Như đây đủ 7 chứ anh? Quá tưng em ơi. Thank you em đã tặng cho OK Linh Xe một cái version anh nghĩ là rất sung, rất mới, rất đúng tinh thần với chương trình. Đúng không? Đúng không em? Bắt tay đây cái. Bắt tay cái đi. Để bây giờ anh mới hỏi em nè. Trong cái bản mà bản em hát sân khấu á. Bạn đang hát live đúng không? Dạ đúng rồi. Có một cái câu mà anh cứ thắc mắc hoài trong cái đoạn Coda, một đoạn Giang Tấu á, là hôm nay anh sẽ nắm tay người đàn ông ấy đó. À. Là. Ôi. Thở liền cái đoạn trên YouTube của anh ấy. Sao cái đoạn này em quen đó? Không nhớ đúng không? Không nhớ. Đây, tôi chỉ cho bà coi. Anh nghe cái bài này rất là nhiều lần rồi, mà lần nào anh cũng thắc mắc cái chỗ đó. Tại sao lại nắm tay cái anh đấy? Mà không, hình như em biết anh đang nói cái gì á. Đây. Sao không nghe ta? Có nói đâu mà vẫn. Đây đúng không? Lặng thinh nghe về vui của em. Anh thật sự đến lúc anh phải nắm tay người. What? What? Đến lúc anh phải nắm tay người em sẽ đi đến suốt đời. Nghe nổi dạ. Anh ơi sao cho anh hỏi em khúc này như thế nào? Cái khúc này thì anh không nói em cũng không có để ý luôn á. Hình như là trước đó em có để ý nhưng mà như lúc ra bài em không để ý lắm, tại vì nó là một cái đoạn nhỏ, nó chỉ sai có một từ thôi. Là mình hát sai đúng không? Đúng rồi, nó lúc đó là đến lúc em phải nắm tay người mà em sắp kêu là chồng. À vậy hả? Đúng rồi chứ không phải là anh đâu nắm tay chồng em chứ. Đúng không? Ủa vậy hả? Ờ, nói vậy đó. Ê, bây giờ tới cùng mình bắt đầu hạ nhau chút. Hả? Sao em muốn quên đi, mình có thể nào tu nhanh khúc này được không ạ? Hơi lo. Có gì đâu, tụi anh nói chứ cũng trên xe này cũng đâu có làm gì quá đâu. Dạ. Yeah. Cũng về chặn Facebook anh thôi. À. Bây giờ thử thách đầu tiên gọi là True or Dare. Thì đơn giản là tụi anh sẽ hỏi em một vài câu. Yeah. Nếu như em trả lời được thì tụi anh chấp nhận á. Ừ. Thì thôi. Nếu mà em không trả lời được thì bốc một cái hình phạt nào đó. Ủa rồi lỡ anh không thích em, cái câu nào anh cũng không chấp nhận rồi sao? Không, anh thích em. Anh quý em. Thật, ok em ơi. Kể về một kỷ niệm trên phim trường mà bạn nhớ nhất. À cái này thì phim trường thì là gần nhất đi ha, là lúc quay phim Tâm Sát Tấm. Ok. Thì lần đầu tiên em quay em làm trong cái vai trò diễn viên. Thì em với một tinh thần là đến đúng giờ. Ừ. Thì hôm đó thì mọi người quay phân đoạn của mọi người trước, xong tới phân đoạn của em thì lúc đó em tới 5 giờ. Tới nơi xong cái mọi người cứ chờ tí đi.
xong em vô xe em ngủ. Em ngủ tới 9 giờ tối luôn anh. Tại hôm đó em mệt quá, tại vì trước đó là em đã quay tới sáng rồi. Về sau em lên xe em ngủ tới 9 giờ tối luôn, xem vậy mọi người quay xong chưa? Tới em chưa? Chưa quay xong em rồi. Xong cái em vô ngủ tiếp. Em ngủ tới 2 giờ sáng, em dậy hỏi mọi người xong chưa, mọi người cũng chưa xong. Xong cái em tới 7 giờ sáng luôn, em dậy mang sáng xong hỏi mọi người quay chưa. Mọi người kêu thôi em đi về nghỉ đi. Hôm nay mọi người quay tới đây thôi, mọi người mệt quá rồi. Hẹn em ngày bữa sau, thì đó là kỷ niệm nhớ nhất trong trong cái đoàn phim này. Sau cái kỷ niệm đó em còn định tham gia đóng phim nữa không? Em thì luôn luôn muốn thử sức mình với nhiều vai trò mới, diễn viên cũng vậy thôi, cho nên là nếu có cơ hội thì em sẽ cố gắng. Ok, anh nói em thật sự là do em là người mới thôi, cho nên là em gặp tình huống đó em hơi sốc. Em quá sốc anh, em không biết phải làm sao luôn á. Ừ, nhưng mà đó là cái khó, một trong những cái khó khăn mà cái nghề làm phim nói chung thì không nói gì diễn viên nha, phải chấp nhận. Tại vì có những cái không có lường trước được. Đúng rồi. Mình không có tính trước hết được. Khải Đăng có thích người yêu lớn tuổi hơn không? Người yêu thì lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn thì không thành vấn đề. Có thích hay không thì chắc là nếu mà hợp và nếu mà người đó là mình là người mình thích thì cái tuổi không quan trọng lắm. Đúng không? Vừa là câu hỏi này được trả lời chưa? Ok đúng không? Rồi sao phạt em? Yes. Thôi, mình đi bắt phạt rồi. Cái gì kỳ cục vậy? Tại vì câu hỏi yes no question mà em là đi giải thích nhiều quá. Sau khi được chấp nhận rồi thì mới giải thích nữa không? Cái này ngõ gàng gài tôi rồi. Hai câu trước tôi giải thích quá trời quá đất luôn, không phạt. Tự nhiên câu này mới nói câu trả lời đầu tiên cái phạt liền. Hát bài hát mới ra mắt với ba phiên bản khác nhau gồm bản thiếu nhi rap khó đó nha, khó quá trời khó luôn. Bài hôm nay em mới ra hôm nay em cưới rồi hai, hôm nay cô ấy cưới rồi, người cô ấy sánh đôi không phải tôi. hơi ghê nha. Đó, hơi bị đâm hơi chút không hơi ra. Hơi tầm bậy tầm bạ rồi. Không sao không sao. Rồi. Rồi thiếu nhi nha. Chấp nhận thiếu nhi. Rồi. Rồi thiếu nhi. Gì à, thiếu nhi hả? Hôm nay cô ấy cười rồi, người cô ấy xinh đôi không phải tôi. Hôm nay bên ấy rộn ràng. Còn bên đây chỉ riêng tôi nữa nè. Tà răng tăng tăng. Thiếu nhi chưa? Chưa hả? Nó thành nhạc đám cưới dưới quê em ơi. Hiểu mà đánh ọt rồi vậy đó, chứ nó đâu thiếu nhi. Chứ giờ sao? Tại vì cái lời đó nó người lớn quá à. Thôi nhưng mà cái cảnh tinh thần như vậy. Hôm nay cô ấy cười. Trời mà không thể vui được luôn, không thể thiếu nhi được luôn á. Thiếu nhi. Ôi em mừng quá. Đó, nó mới là thiếu nhi. Đúng không? Thế là cũng được nha, còn cái cuối cùng là cái gì? Cái cuối cùng là rap. Đó, cái này em mà làm được đó anh phải em luôn á. Yeah, come on. Những ngày đó cùng bên nhau, mình sẽ yêu đến trọn đời. Chỉ cần có nhau là đủ, những thứ khác không mong đợi. Yêu đậm sâu, say đắm như thể có phép nhiệm màu. Đâu ai ngờ bất chợt một ngày hạnh phúc bỗng hóa thành niềm đau. Bao tháng năm đẹp. Tới đây được rồi nha. Không nhớ hết lời. Ok, được. Em bắt đầu máu rồi đó. Máu luôn rồi phải không? Wow. Đây. Sao? Này gọi là lucky draw. Khách được hỏi ngược lại host. Ê VD, cái này là anh bị bạn. Anh thấy cái câu trả lời lúc nãy hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nên chấp nhận cái câu đó và tiếp tục chương trình. Cái gì cũng vậy, mình nên tôn trọng cái người mà tạo ra cái chương trình này, tạo ra những cái content. Đúng em rồi. Em đi sẽ được cái em chấp nhận cái biểu phạt cái này, cái đây là đúng không ạ? Trời không phụ lòng người rồi. Ok vô rồi cho em luôn, chấp nhận luôn. Đúng rồi, khách mời nào trong ok lên xe khiến anh chán nhất? Trả lời thật nha. Trả lời thật. Không đúng là em phạt tiếp á. Chán nhất. Ừ, chán thiệt luôn. Đó là BB Trần. Đó là BB Trần.
Ủa sao kìa? Nó dê anh không à? Gì vậy? Toàn sàm sỡ lắm. Bí bí trầm, đã mạnh cái bờ môi bí bí trầm từ 2 năm trước rồi. Bây giờ đến với thử thách thứ hai thì cũng không có quá khó. Gần đây thì biên tập chương trình cũng hơi thương khách mời, cho nên nó chỉ là nâng độ khó của mỗi thử thách lên chút xíu thôi. Ở đây anh có, anh nghĩ là khoảng tầm 5-6 câu hỏi gì đó, và em phải trả lời trong vòng 5 giây. Trả lời mỗi câu trong vòng 5 giây đúng không? Đúng rồi, 5 giây thôi. Nếu trả lời không được thì hình phạt là anh sẽ là người chọn luôn. Rồi, ok. Và nhân dịp lúc nãy em phạt anh. Mình đến với nhau chút xíu nha em trai. Nói chung là cũng qua lại thôi. Vô, bắt đầu, mời em. Anh tự bóc hả? Tự bóc chứ, mình trời ơi, công bằng văn minh. Công bằng 5 giây. 5 giây, rồi, 2, 3. Kể đến 3 điểm yếu của bản thân, ngủ về muộn, thức khuya, hay cấu. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Trời ơi, dễ tưởng cây gì. Kể tên 3 chú chó trên phim hoạt hình. Vô, 5. Scooby-Doo. 4. 3. Rồi, phạt đi ạ. Không có phim hoạt hình, nên không biết. Nếu mà nó có nước. Rồi, cho. Chưa, phải để cho nó vô. Mày hát chưa? Thì cho nó nhạc đi, em ngậm vô trước đã. Chưa, phải hát, vừa là vô liền luôn. Tôi ghét cái dây chanh này nhất luôn á. Mà cũng đang đau họng nên thôi, gặm chanh cũng tốt. Gặm chanh tốt mà em ơi. Cảm ơn. Rồi, vô. Don't you mind. Coi bè lá cũng lại. À, đúng quá. Don't you mind. Người xa lạ. Vì em ở nơi đó có gì vui mà buông được. Em vừa nói thấy giấc mơ và nghe không chạy ra. Đừng máu áp. Ok. Ôi, cái mùi nó kinh khủng. Tức cái là quên, cái anh tháo mắt kính thấy cái cặp mắt lúc đó mới vui. Ui. Rồi, tuyệt vời. Sau tất cả, sau những gì mà chúng ta gây ra cho nhau được lắm em, thì em vẫn sẽ tặng anh một ca khúc. Hôm nay cô ấy cười rồi, người cô ấy sánh đôi không phải tôi. Hôm nay bên anh xuân sang, còn bên đây chỉ riêng tôi ngỡ ngàng. Hôm nay nghe đớn đau lòng, vậy là ta mất nhau có phải không? Khi em quay bước theo chồng, chỉ còn tôi đứng đây với vô vọng. Là cô dâu mới, trông em rất đẹp đi bên người, trông em rất vui. Hạnh phúc mới cho em tiếng cười, một người đã thay thế tôi. Người mới đến cho em tất cả, xót xa tôi đừng nhìn nơi xa. Ngày em cưới bao nhiêu tiếng cười, mà lòng tôi như vỡ tan thế này. Ok, nói chứ đến đây thì là anh nghĩ là cũng đủ vui nha, đủ hiểu em. Anh em mình chưa bao giờ nói chuyện với nhau, mà qua cái show này anh thấy, anh cảm thấy rất là gần gũi, em rất là cởi mở, rất là đàn ông tính, rất là thẳng thắn, mạnh dạn. Chưa phạt đúng không? Hậu quả cũng chưa biết, nhưng mà anh nghĩ sẽ có. Nói chứ các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi nãy giờ, theo dõi Hải Đăng. Tôi nghĩ các bạn cũng yêu mến Hải Đăng giống như là tôi cảm nhận nãy giờ đúng không ạ?
Và rất cảm ơn Hải Đăng. Hải Đăng muốn nói gì với khán giả không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi và mong là mọi người mong mọi người là yêu quý, cũng giống như là chào đón những cái sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng, cũng giống như là ủng hộ thật nhiều cho cái tập phát sóng lần này. Okay. Và mong mọi người sẽ share và like thật nhiều cho kênh YouTube channel của OK Lên Xe của anh Vinh nhé. Thank you, thank you Hải Đăng. OK. OK Lên Xe.